Anh ăn cam đi. Em đó giờ không có cắt cam cho ai đâu á. Mà nè, anh làm gì nhìn em dữ vậy? Không, anh thấy bất ngờ gì tiểu thư Kim Cương cũng biết quan tâm chăm sóc người khác. Có khi anh phải cảm ơn tụi côn đồ đó. Nếu không nhờ vết chém này thì làm sao anh có dịp được ăn cam cho chính tay em bóc. Anh đang nói bậy bạ không à? Thực ra thì cũng vì ba em mà anh mới ra nông nổi như vậy. Em thay mặt ba em cảm ơn anh nhiều lắm. Là chuyện anh phải làm mà. Đi lúc đó không phải là chú Thiết mà bất kỳ một người nào khác, anh đâu thể đứng yên nhìn họ gặp nạn mà không cứu. Hơn nữa vì chuyện này mà em tới đây chăm sóc cho anh, thật sự cũng đáng mà. Anh mới là người cảm ơn em mới đúng. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vũ Nhân 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.